Xin chào các em, ngày hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em hai tác phẩm của tác giả Hồ Chí Minh, đó là Mặt Trăng Đi Đường. Như tiết trước chúng ta đã học qua văn bản Thúc Đẩy Bác Bó, chúng ta đã biết rằng sau 30 năm bôn ba ở nước ngoài, vào tháng 2 năm 1941, Bác đã trở về Việt Nam và bắt đầu công việc cách mạng mình tại đất nước. Vậy thì trong những cái tháng này Bác hoạt động ở tại hai Bác Bó, Bác đã chịu rất là nhiều khổ cực từ vật chất đến cuộc sống vật chất là sự thật của đó. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tiếp văn bản tiếp theo, đó là bài Ngắm Trăng. Vào tháng 2 năm vào tháng 8 năm 1942, Hồ Chí Minh từ Bắc Bó Cao Bằng đã bí mật sang Trung Quốc để mà tranh thủ sự việc đời cho quốc tế của quốc tế cho cách mạng Việt Nam. Nhưng mà hôm nay đến đây đến tại thị trấn Phúc Bình thì người đã bị người dân của Trung Quốc bắt giam và đã giải đi tới là 30 nhà giam của 13 huyện của Tây, bị đày đọa cực khổ hơn một năm trời. Và tuy nhiên ở trong cái cuộc sống khổ cực như thế thì Bác vẫn không thể cảm thấy rằng mình mất đi tinh thần và vẫn từ tin ung dung nắm trong trong cái bản như vậy. Vậy thì với hai tác phẩm Nắm Trong và Đi Đường chúng ta sẽ học trong buổi tiết ngày hôm nay. Tiết đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu cho cô về văn bản Nắm Trong. Đầu tiên một lời chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu cho cô về phần tìm hiểu chung. Về phần tác giả thì cô không có hướng dẫn chúng ta nữa. Tiếp trước chúng ta đã cùng tìm hiểu rồi. Đến phần hai đó là về phần tác phẩm. Cô hướng dẫn chúng ta về phần tác phẩm này, đó là Sáng Tác Trong Tù của Tưởng Giới Thạch. Rượu cũng không có hoa.
đẹp đen ngang khó hững hờ. Bởi vì tuy là một cái hoàn cảnh rất là thiếu thốn, ở trong cùng không có giường, không có hoa, nhưng với những điều đó không thể ngăn cản được về cái sự nóng trong của bác, cái tâm hồn yêu thương như của bác, chúng ta đi tiếp cho cô. Tuy vậy bác vẫn ung dung thanh thản và trong đẹp. Và chính những cái điều đó đã thể hiện cái tâm hồn yêu thiên nhiên sâu sắc của bác cho dù trong một cái hoàn cảnh như thế nào. Thể hiện tâm hồn yêu thiên nhiên, yêu đất nước của bác. Với cái cụm từ khó hững hờ nhảy nhược hà, tuy ở trong cái phần dịch ở này thì thấy là nam chân đã dịch tuy nó không có sắc lắm, nhưng mà với cái từ khó hững hờ này chúng ta cũng có thể hình dung được rằng bác trước cái cảnh đẹp của đêm trăng đó tuy thì là ngắm trong qua những cái phong sắc của nhà tù, nhưng mà vẫn không thể giảm đi được cái cảnh đẹp của anh trăng cũng như là cái tinh thần trong của bác trong cái hoàn cảnh này. Đó là chúng ta đã được tìm hiểu cho cô về hai câu thơ đầu. Tiếp tục cho cô về phần 2, đó là tìm hiểu cho cô về hai câu thơ cuối, hai nhỏ, hai câu thơ cuối. Nhân hướng sông Tiền khám minh nguyệt, nguyệt tỏ trong kích khám đi ra. Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ, thăm nhỏ khe cửa ngắm nhà thơ. Đến với hai câu thơ cuối này các em thấy rằng có một cái hình ảnh đối lập ở đây. Người thì ngắm trăng ở ngoài cửa sổ, ngược lại ánh trăng cũng đã được nhân hóa thành một cái sĩ cũng là ngắm người qua khe cửa và ngắm nhà thơ. Vậy chúng ta ghi cho cô ý thứ nhất, mối giao hòa đặc biệt giữa người cùng thi sĩ với phẩm trăng. Đó là cuộc hồi ngộ tinh cao của cô Tri Ân Tri Tỉ.
chị ấy. Một bên là nhà tù thơ mộng, một bên là vầng trăng thơ mộng. Thế giới của cái đẹp là bầu trời tự do lãng mạn say đắm lòng người. Nhưng cuối cùng vầng trăng này, nhà tù đã trở nên bất lực vô nghĩa trước những tâm hồn tri kỷ với nhau. Ở đây người tù cách mạng đã không chút bận tâm về chửi xích đói rét, bất chấp song sắt vô vào tâm hồn bay bổng tìm đến với vầng trăng tri ân. Và chúng ta thấy rằng Bác đã chủ động vượt qua hoàn cảnh để tìm đến với thiên nhiên. Thank you.
Dịch ra chúng ta thấy rằng đi đường mới biết ra sao. Vậy thì ở ngay cái câu thơ đầu tiên cho chúng ta biết rằng quá trình đi đường của bác di chuyển từ nhà Lao này sang nhà Lao khác, chúng ta thấy như thế nào đây? À, trong này có ghi là từ Nam, ở đây chúng ta từ Gia Lao. Ta ghi cho cô là dấu gạch ngang thứ nhất, đó là chuyến đi đường khó khăn gian khổ.
Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tiếp cho cô về hoa nhập câu thơ thứ ba. Trùng sơn đăng đảo cao phong hậu, núi cao lên đến tận cùng. Thế thì các em thấy nào bài học ngày hôm nay cũng đã hướng dẫn chúng ta
đến hai cái tác phẩm của tác giả Hồ Chí Minh, đó là Ngắm Trăng và Đi Đường. Cô đã phân tích vào trong phần này, ở cái bài Ngắm Trăng này chúng ta chú ý cho cô về phần hai câu thơ đầu và đến hai câu thơ cuối để nói lên được về cái tư thế ngắm trăng cũng như là cái tinh thần yêu thiên nhiên của Hồ Chí Minh thể hiện qua bài thơ này. Đến tiếp theo đó là bài Đi Đường Em Thế Nào. Cô đã lần lượt phân tích cho chúng ta từng câu thơ ở đây để chúng ta thấy được cái sự khổ cực khó khăn của bác cũng như là cái tư thế khi đến đứng trên đỉnh cao chiến thắng, và bác mong muốn rằng với cái tinh thần của mình sẽ truyền đến những người chiến sĩ cách mạng Việt Nam một cái tinh thần thép để chúng ta đứng trước những khó khăn để mong tới những cuộc cách mạng Việt Nam sẽ thắng lợi. Vậy thì cô yêu cầu các em về nhà chúng ta học thuộc cho cô về phần thiên âm lẫn phần dịch thơ của hai bài thơ này. Ngày hôm sau cô hướng dẫn sẽ hướng dẫn chúng ta tiếp bài tiếp theo là về phần câu trần thuật và câu phủ đình rồi là chiếu trời đâu. Rồi cô chúc các em học bài thật tốt.